Lần đầu tiên tại Việt Nam, chuỗi nhượng quyền Spa Serabi chuyên nghiệp, đẳng cấp, mở lối tiên phong, đưa Spa Serabi phong cách chuẩn châu Âu, phủ tím, làng quê. Chuỗi nhượng quyền Spa Serabi sở hữu trên 50 cơ sở trên toàn quốc sau 2 tháng hoạt động, tự tin là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc làn da của phụ nữ Việt. Chúng tôi sử dụng các phương pháp chăm sóc da chuẩn y khoa, được hàng ngàn khách hàng luôn tin tưởng lựa chọn chăm sóc làn da của mình. Spa Serabi mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho khách hàng và đối tác, với sứ mệnh mang lại cuộc sống thịnh vượng, giúp những người phụ nữ làm chủ trong cuộc sống. Serabi hỗ trợ 51% vốn setup cho các cơ sở spa với tiêu chuẩn cao, từ biển hiệu, biển quảng cáo, thiết kế trang trí nội thất, máy móc điều trị đến các vật dụng spa như đồng phục của nhân viên, menu dịch vụ, hệ thống thanh toán, vật dụng quảng cáo, brochure và các gói sản phẩm. Tất cả đều được thống nhất thiết kế theo phong cách của toàn bộ hệ thống chuỗi nhượng quyền Spa Serabi, tiêu chuẩn về con người, hệ thống quản lý. Được tuyển chọn, bạn sẽ được đào tạo tại các trường đào tạo uy tín bởi đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm với mức học phí ưu đãi hỗ trợ đến 98%, được nhận 2 chứng chỉ chăm sóc da và an toàn y tế. Tiêu chuẩn về công nghệ, thường xuyên cập nhật các công nghệ chăm sóc da mới nhất trong và ngoài nước. Tiêu chuẩn về hàng hóa cung cấp cho các cơ sở Spa Serabi nhận nhượng quyền là các sản phẩm độc quyền, được đội ngũ chuyên gia nghiên cứu nước ngoài nghiên cứu và sản xuất dành riêng cho làn da của người Việt. An toàn, hiệu quả theo quy định của Bộ Y tế với mức chiết khấu tối đa lên đến 80%. Hợp tác ký kết trở thành chủ spa thương hiệu Serabi, bạn còn được đào tạo về chiến lược kinh doanh, vận hành, hỗ trợ marketing bởi các chuyên gia Hàn Quốc và các diễn giả hàng đầu Việt Nam. Đến với chuỗi nhượng quyền Spa Serabi, vốn thấp, lợi nhuận cao, nhanh hoàn vốn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để trở thành chuyên gia đại sứ chủ Spa Serabi.